béo do cơ địa, béo bẩm sinh, béo sau sinh, béo người già, trung niên. Xóa sổ mỡ thừa, đảo ngược lão hóa, chị Hải giảm 18 kg, tìm lại vóc dáng Xuân Thì trong vòng một đốt nhạc. Chị giảm đến cái số cân giống như bây giờ là giống như một cái động lực của chị, mà chị cũng không bao giờ chị mơ đến. Cái số cân của chị mơ đến là chị vào được 7 đến 8 kg, là phải nói là cái sự mong ước của mình thấy là quá xa vời rồi. Nhưng mà bây giờ nó giảm đến cái số cân 18 cân, nói chung là một cái số đó mà thời con gái chị cũng không có được. Đến bây giờ mà phải thực, nếu như mà nói ra chị rất chi là cảm thấy là sướng trong con người mình, mà nói chung là hẳn lúc nào mình cũng có thể là tự hào về cái bản thân của mình. Đến bây giờ nói đến cô ra là mình rất là cảm động, vì nó mang cho chị một cái cảm xúc là rất chi là thật, không có gì mà tả được. Chúng mà nhờ cô Rê A mà đến bây giờ chị phải nói là cực kỳ là cảm động. Cô Vân giảm 17 kg, ước mong tìm lại vóc dáng thời vàng son đã được thực hiện, hết béo, hết bệnh và tìm lại thanh xuân. Ngày xưa người ai cũng gọi mình là Vân béo, bây giờ mình giảm được 16 cân rồi, bây giờ ai cũng gọi mình là Vân đẹp và Vân xinh. Chị Dương giảm 13 kg, sở hữu vóc dáng chuẩn siêu sao, trở thành nhà thiết kế thời trang nhất nhì Hà Thành. Có thể là mọi người sẽ không tin, nhưng thực sự em là người trải qua và em cảm thấy là em rất khỏe mạnh. Công việc của em từ cái ngày mà em quyết định mà em đi giảm cân ấy, thì là em thấy mọi thứ đều rất suôn sẻ. Công nghệ Martin Nanomax, không phẫu thuật, không ăn kiêng, không nghỉ dưỡng, xóa sổ mỡ thừa, đảo ngược lão hóa, chỉ có tại Viện Thẩm mỹ Korea. Inbox nhận tư vấn. Quy trình giảm mỡ với công nghệ Martin Nanomax Duo của Viện Thẩm mỹ Korea. Bước 1, thăm khám, chuyên gia kiểm tra vùng tích mỡ và đánh giá sơ bộ tình trạng mỡ thừa. Bước 2, đo chỉ số cơ thể. Hệ thống máy móc chuyên dụng của Viện Thẩm mỹ Korea tự động đo đạc, đưa ra báo cáo chi tiết về chỉ số mỡ thừa theo từng vùng trên cơ thể. Bước 3, lên phác đồ điều trị. Tùy vào thể trạng khách hàng, chuyên gia sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Bước 4, cam kết hiệu quả điều chỉnh bằng văn bản. Viện Thẩm mỹ Korea cam kết về hiệu quả điều chỉnh bằng văn bản, hoàn lại tiền cho khách hàng nếu không đạt được hiệu quả giảm mỡ. Bước 5, tác động tính chất. Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ 5 sao đẳng cấp quốc tế trong suốt quá trình thực hiện điều chỉnh. Những tượng đài giảm béo tại Viện Thẩm mỹ Korea. Chị Tuyết giảm 60 kg, anh Nghĩa giảm 40 kg, chị Trang Trì giảm 20 kg, chị Huyền giảm 12 kg. 30.000 khách hàng đã giảm mỡ thành công, người tiếp theo sẽ là bạn. Viện Thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam, gọi 1900 0361, 0911 85 9999 hoặc inbox để được tư vấn.